Vinh Ly, Lý Khải Vinh xin kính chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh của Vinh Ly. Hôm nay thì mình xin trình bày, biểu diễn cho các bạn coi màn GeoIV của mình. Thật là khó khăn cho mình khi dụ được hai đứa y tá ở chỗ chích ngừa để nó làm người biểu diễn cho mình nha các bạn. Thì mình mở cái bộ IV của mình ra, bao gồm có là flush syringe. Thì cái flush syringe này nó là normal saline thôi, tức là sodium chloride 9.9%. Thì trong cái bộ IV kit này đó là nó có thêm cái tờ giấy để không có nhiễm máu xuống, rồi cohexidine đó, xong rồi cái alcohol swab, rồi có thêm cái gauze, rồi một dàn IV rest, transparent breast, với lại cái đệm, với lại cái label. Thì cái IV kit này mình sử dụng là BD Nasiva. Cái bộ này là cỡ là 20 gauge. Cái 20 gauge là cái cỡ nhỏ nhất để cho vô thuốc bình thường. Đó, cái bộ này cũng khá xịn nha các bạn. Trước tiên đó là mình sẽ lấy cái valve ra, xong rồi mình sẽ bram cái dùng cái IV flush bram normal saline vô cho nó. Đây chút nữa mình vô IV rồi đó, mình đóng cái valve này lại thì máu nó không có trào, cái nước IV nó không trong cái ống IV nó không có trào ra nữa đó. Chứ lỡ chút nữa vô thành công rồi mà lúc đó mà chưa có bram cái valve này đó là mình flush normal saline vô đó là bong bóng nó dễ vô lắm. Đó, mình vô làm sẵn cho nó. Cái bộ này đó thì mình sẽ kéo cây kim ra trước, mở cái khóa để phòng ngừa kim nó không có bị kẹt. Lỡ đó mình chích vô rồi mà máu phục ra mà kim nó bị kẹt thì phiền phức lắm. Đó, bình thường đó mình sẽ vô nửa cái cánh tay, chính giữa cái cánh tay là thoải mái nhất, nhưng mà chỗ đó nên hơi khó vô. Trong thời gian ngắn để biểu diễn cho các bạn coi thì mình không thể nào mà vô ở giữa cánh tay được, thành ra mình vô cái gần cái khuỷu tay nó dễ dàng vô, nhắm một nhát là thành công liền, không có đụng tới nhát thứ hai. Không, cái thằng này thì nó hơi mập chút xíu, cái mạch máu của nó hơi bị chìm đó mấy bạn, nhưng mà vẫn còn thấy được, vẫn còn rờ, nó nổi lên nổi xuống được chút xíu. Giờ mình lấy alcohol swab, mình swab từ trong ra ngoài đó, không có đi ngược trở lại vào trong để vi khuẩn nó đi vô trở lại nha các bạn, cứ theo vòng tròn từ trong ra ngoài là được đó. Mình đoán được cái đường đi của IV của nó, đường đi của cái mạch đó, giờ nó hơi nhức đầu xíu, mình phải tháo tourniquet ra cho nó. chưa vô rồi đã chóng mặt rồi, không sao, chóng mặt tháo ra xong mình bằng tourniquet lại làm lại cho mấy bạn coi. Nhỏ quay phim nó cũng bị chóng mặt luôn mấy bạn, không có việc gì hết, chóng mặt xong gỡ ra chút nữa bình tĩnh lại làm tiếp. Thì mình không có cần vô gần quá cái khuỷu tay, vô quá cái khuỷu tay đó là lạng quạng đó, là người ta co khuỷu tay lại thì cái IV nó sẽ bị kẹt. Bây giờ muốn vô cái vùng khuỷu tay đó mình phải vô cái nó sẽ xuống chút xíu, cỡ 1-2 inch đó, không có ngay khuỷu tay, tại vì cái đường IV này nó ngắn lắm, nó chừng khoảng 1 inch hơn à. Đó, giờ mình chơi thẳng cohexidine cho nó luôn mấy bạn. Cohexidine này đó là thường nếu mà mổ đó là người ta sẽ lao bằng cohexidine này trước khi mổ. Nó khử trùng là cũng khá là tuyệt đối, khử trùng cho nó bằng độ xịn luôn nha. Đó, giờ mình muốn ra bằng cái tay, thành ra mình phải khử trùng luôn cái ngón tay của mình. Cái đường ven của thằng này thì nó đi hơi xéo xéo chút xíu, thành ra mình cứ đâm xiên nó vậy thôi. Đó, mình biết được cái đường đi của nó rồi, cứ đâm bên hông, mình không có đâm trực diện từ trên xuống dưới, nó dễ bị lệch lắm, mình cứ đâm bên hông thôi. Lỡ mình đâm bên hông từ bên phải qua
không, lỡ nó lệch qua bên trái thì nó căng cái mạch chút xíu rồi nó cũng lội vô được mạch thôi, nó không có chạy cái mạch đó, máu phục ra, bắt đầu mình đẩy cái phần nhựa vô cho lúng cán luôn đó. Trong khi mình đẩy phần nhựa thì mình không có rút kim ra, đẩy phần nhựa vô lúng cán thì mình mới rút kim ra nha mấy bạn. Nếu mà mình chưa lúng cán mà mình đẩy vô đó thì mình rút cây kim ra đó thì là cái phần nhựa nó không có tựa lên được cây kim được nữa, để nó đi vô, thành ra nó không có đi vô được nữa. Bây giờ mình mở cái khóa ra, mình sẽ flush bằng normal saline vô đó, đẩy máu vô ngược trở lại để mình coi cái mạch nó thông không. Mình lụi, nhiều khi lụi nó ra máu mà nó đâm xuyên qua khỏi mạch bên kia thì lúc mà mình vô nước này là nó không có vô trong mạch nữa, là lạng hoạn chút nữa truyền dịch vô là nó vô trong mô rồi nó bị phù tai lên liền đó. Kiểm tra là vô thông đàng hoàng xong rồi mình mở ra, mình để lại cái veo ở đó, thì cái veo này nó có tác dụng là nó giữ không có cho thuốc ở trong cái IV trào ngược ra trở lại nữa. Xong rồi mình sẽ cố định nó bằng transparent dressing nha mấy bạn. Đó, để vô thì cái phần mà IV lồi ra đó là mình sẽ bỏ cho nó lọt khe, lọt ngay cái khe này thôi, bó lại xong xuôi. Còn cái miếng này nhỏ nhỏ này đó thì mình sẽ dán cũng cho nó cái IV lọt khe, nhưng mà nó ngược lại chút xíu để nó cố định cái đường IV thêm một lần nữa, để cái phần lò ra đó nó không có nhích qua bên trái, nhích qua bên phải gì được luôn, giống như là nó đó cố định lại lần nữa. Còn hai cái miếng đệm đó đúng ra là nó nằm ở dưới với lại trên cánh bướm để nó cố định cái phần cánh bướm, nhưng mà mình quên bỏ vô. Nhưng mà cũng không sao mấy bạn, lần sau nhớ bỏ vô lại. Bây giờ mà gỡ ra rồi thì dán lại cái phần transparent nó không được, nên ra thôi mình sẽ bỏ hai cái miếng đệm nó ra ngoài. Bỏ hai miếng đệm ra ngoài, mình cong cái đường IV lại chút xíu, mình sẽ cố định nó qua khỏi cái khóa đó, qua khỏi cái khóa IV chút xíu, nhưng mà phải chừa lại cái hai cái veo nha, hai cái veo ở ngoài, để có gì mình còn dặn cái đường IV vô thuốc ở ngoài, dặn mở ra mở vô hai cái veo đó, mình phải mở ra mở vô đó cho nó dễ. Giờ phần còn lại đó là phần label. Cái phần label này đó thì mình sẽ viết initial tên của mình vô, xong rồi đó là cái kích cỡ của cây kim IV là 20 gauge, xong rồi cái ngày. Thì theo quy định đó là mình có thể để cái IV này được 4 ngày mình mới thay. Nhưng mà trong cái trường hợp mà bệnh nhân mà ngày thứ 5, ngày thứ 6 họ sắp đi về rồi đó, mình không có muốn tránh IV đó, mình để lâu hơn chút xíu cũng được, không có gì. Để lâu hơn chút xíu mình vệ sinh nó sạch sẽ thôi, chứ thay IV ra, IV vô nhiều khi nó cũng nguy hiểm hơn là cái lợi ích nữa. Đó, mình gán vô gọn gàng xong, được cái IV ngon lành. Mấy bạn có comment gì, ý kiến gì bên dưới, đóng góp cho cộng đồng.